trong báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 vừa được kiểm toán nhà nước gửi đến Quốc hội, trong đó có kết quả kiểm toán với 9 dự án BOT, ở kiểm toán nhà nước kiến nghị là giảm trừ chi phí đầu tư trên 660 tỷ đồng và giảm thời gian thu phí của 7 trên 9 dự án, có nghĩa là tổng thời gian hơn 56 năm qua kiểm toán các dự án BOT trong năm 2019, kiểm toán nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7 trên 9 dự án. Trong đó, dự án cầu Hòa Trung giảm 15,8 năm, dự án cầu Trà Là giảm 13,9 năm. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình một năm. Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 4 đoạn tuyến quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre 7 năm. Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Xúc 7,5 năm. Dự án BOT cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn An Sương An Lạc 6,3 năm. Dự án đầu tư xây dựng đoạn thị xã Ninh Hòa và cải tạo quốc lộ 6 tỉnh Khánh Hòa 4,9 năm. Tổng thời gian thu phí của 7 dự án trên giảm 56,4 năm so với phương án ban đầu.